Xin chào các bạn và các em đã quay trở lại với kênh ông giáo Vlog. Tiếp tục với các môn học trong chương trình giáo dục phổ thông mới sách lớp 4, thầy tiếp tục hướng dẫn cho chúng ta môn tiếng Việt lớp 4 tập 1 của bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống. Và khi xem video, bạn nào thấy hay thì like và đăng ký kênh cũng như chia sẻ video để ủng hộ ông giáo ra những video tiếp theo. Bên cạnh đó thì chúng mình có thể nhấn chuông thông báo để nhận được những video mới nhất của ông giáo. Và bây giờ đến với môn tiếng Việt lớp 4 tập 1 của bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống. Thầy sẽ hướng dẫn cho chúng ta thực hiện một số động trong bài 7, những bức chân dung. Và khi thực hiện được xong bài này, thầy cũng hy vọng chúng mình sẽ đọc đúng và đọc diện cảm bài những bức chân dung, biết nhấn giọng vào các từ ngữ gợi tả gợi cảm và nhận biết được các nhân vật qua ngoại hình, hiểu điều tác giả muốn nói qua văn bản. Mỗi người đều có một vẻ đẹp riêng, không ai giống ai, không nên thay đổi vẻ riêng của mình theo bất cứ một tiêu chuẩn nào, vì điều đó sẽ tạo ra những vẻ đẹp rập khuôn, nhàm chán. Đầu tiên, chúng ta sẽ đến với phần khởi động. Trong phần khởi động thì chúng ta sẽ tham gia chơi trò chơi, đó là lật mạch ghép. Tương tự như các cái trò chơi khác thì chúng ta hãy quan sát ở phần đầu trong sách giáo khoa. Chúng ta sẽ lật mảnh ghép đầu tiên. Chúng mình hãy đoán xem nhân vật trong tranh có tên thân mật là gì. À, vậy thì chúng ta có thể quan sát trong sách giáo khoa các cái tên thân mật như là hoa nhỏ, bông tuyết, màu nước, mắt xanh. Vậy thì hình ảnh này chúng ta sẽ đoán tên thân mật ở đây đó là, đúng rồi, chính xác, đó là màu nước. Chúng ta sẽ lật mảnh ghép số 2. Chúng mình hãy đoán xem nhân vật trong tranh có tên thân mật là gì. Ở đây chúng ta thấy tên nhân vật trong tranh thân mật đó là, đúng rồi, mắt xanh, chính xác. Chúng ta đã lật được mảnh ghép thứ 2. Mảnh ghép thứ 3. Đoán xem nhân vật trong tranh có tên thân mật là gì. Ở đây chúng mình có thể thấy đó là gì? Đúng rồi, chính xác, bông tuyết. Và chúng ta sẽ lật mảnh ghép cuối cùng. Đoán xem nhân vật trong tranh có tên thân mật là gì? Chính xác, đây là hoa nhỏ. Như vậy thì tương ứng với bốn bức ảnh ở trong sách giáo khoa, tương ứng với các tên thân mật như là hoa nhỏ, bông tuyết, màu nước và mắt xanh. Bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại và cùng học tiếp tập đọc hôm nay. Chúng ta sẽ đến với bài đọc những bức chân dung. Đầu tiên thì chúng mình sẽ đến với phần đọc thành tiếng. Chú ý thì ở đây thầy sẽ đọc mẫu cho chúng ta nghe, sau đó chúng ta cố gắng dừng video và đọc lại bài đọc một lần. Bài đọc những bức chân dung. Màu nước vẽ chân dung bông tuyết và mắt xanh. Hai bức chân dung thực sự là hai tác phẩm nghệ thuật bởi người trong tranh được vẽ rất đẹp và rất giống người thật. Hoa nhỏ cũng đến gặp màu nước đề nghị cậu vẽ chân dung cho mình. Khi màu nước chuẩn bị vẽ, cô bé nói: "Bạn nhớ vẽ mắt tôi to hơn nhé." "Mắt bạn đã to lắm rồi." "Chỉ chút xíu nữa thôi mà." "Tôi muốn mắt to hơn, lông mi dài hơn và miệng nhỏ hơn." Hoa nhỏ thuyết phục tới khi màu nước đồng ý. "Thôi được." Màu nước bắt đầu vẽ. Hoa nhỏ liên tục đứng dậy xem và nài nỉ: "Bạn vẽ mắt tôi to thêm nữa, kéo dài lông mi ra." Cuối cùng, hoa nhỏ trong tranh có cặp mắt rất to, lông mi rất dài và cái miệng rất nhỏ. Bức chân dung chỉ hao hao giống cô bé thôi, nhưng hoa nhỏ rất thích. Từ hôm đó, màu nước vô cùng bận rộn vì các cô bé đến đặt vẽ tranh. Ai cũng muốn được vẽ mắt thật to, lông mi thật dài và miệng thật nhỏ. Màu nước đã giải thích với các cô bé rằng mỗi người có thể đẹp một cách khác nhau, không phải cứ mắt to, miệng nhỏ mới là đẹp. Nhưng các cô bé vẫn đòi cậu phải vẽ theo ý mình. Thế là ngoài hai bức chân dung của bông tuyết và mắt xanh, tất cả các bức tranh còn lại đều na ná giống nhau. Lúc đầu cô bé nào cũng vui, nhưng khi xếp các bức tranh cạnh nhau,
thấy thật khó để nhận ra đâu là chân dung của mình. Các cô bé mới hiểu rằng màu nước nói đúng, vẻ đẹp của các cô bé rất khác nhau và bức chân dung đẹp phải là bức chân dung thể hiện được vẻ riêng đó. Như vậy, thầy vừa đọc cho chúng ta nghe bài đọc những bức chân dung. Bây giờ chúng ta cố gắng dừng video và đọc lại bài đọc này một lần. Chú ý ngắt nghỉ hơi ở những dấu câu và lời thoại trong bài đọc. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với phần luyện đọc. Đầu tiên chúng ta hãy xem trong bài bức chân dung này sẽ được chia làm mấy đoạn. À, thì trong bài bức chân dung này chúng ta thấy sẽ chia làm hai đoạn đúng không? À, đây là đoạn 1 sẽ là từ màu nước vẽ chân dung bông tuyết và mắt xanh. Hai bức chân dung thực sự là hai tác phẩm nghệ thuật bởi người trong tranh được vẽ rất đẹp và rất giống người thật. Hoa nhỏ cũng đến gặp màu nước đề nghị cậu vẽ chân dung cho mình. Khi màu nước chuẩn bị vẽ, cô bé nói: "Bạn nhớ vẽ mắt tôi to hơn nhé. Mắt bạn đã to lắm rồi. Chỉ chút xíu nữa thôi mà. Tôi muốn mắt to hơn, lông mi dài hơn và miệng nhỏ hơn." Hoa nhỏ thuyết phục tới khi màu nước đồng ý. Thôi được. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy đây là đoạn 1. Trong đoạn 1 sẽ có một cái từ khó, đó là thực sự. Thực sự. Chúng ta cố gắng quay dựng video đọc lại. Cũng trong đoạn 1 chúng ta thấy có một câu văn thì chúng ta cần phải ngắt nghỉ. Câu này khá là dài. À, bây giờ thầy sẽ đọc, sau đó chúng ta cố gắng và dừng video đọc lại nhé. Hai bức chân dung thực sự là hai tác phẩm nghệ thuật bởi người trong tranh được vẽ rất đẹp và rất giống người thật. Chúng mình cố gắng dừng video và đọc lại. Tiếp theo chúng ta thấy đoạn 2 sẽ là từ màu nước bắt đầu vẽ. Hoa nhỏ liên tục đứng dậy xem và nài nỉ ở đây từ đó cho đến hết bài. Và trong đoạn thứ hai này thì chúng ta thấy sẽ là có từ khó đầu tiên, đó là nài nỉ, rồi lúc đầu. Và ở đây chúng ta thấy có một câu văn cũng khá là dài, chúng mình sẽ ngắt nghỉ như sau. Màu nước giải thích với các cô bé rằng mỗi người có thể đẹp một cách khác nhau, không phải cứ mắt to, miệng nhỏ mới là đẹp. Nhưng các cô bé vẫn đòi cậu phải vẽ theo ý mình. Hay là câu thứ hai. Nhưng khi xếp các bức tranh cạnh nhau, thấy thật khó để nhận ra đâu là chân dung của mình. Các cô bé mới hiểu rằng màu nước nói đúng. Như vậy thì ở đây chúng ta hãy dừng video và đọc lại đoạn 2. Trong đoạn 2 thì chúng ta cố gắng chú ý các cái từ khó cũng như câu văn dài mà chúng mình cần phải ngắt nghỉ. Cũng như chúng ta sẽ nhấn giọng một số câu ở trong bài. Ví dụ, mắt bạn đã to lắm rồi chẳng hạn. Hay là chỉ chút xíu nữa thôi mà. Thôi được. Như vậy, đó là một số từ chúng ta cần phải nhấn giọng. Ví dụ như mắt bạn đã to lắm rồi. Hay là chỉ chút xíu nữa thôi mà. Hay là thôi được. Chúng ta thấy đây là những từ mà chúng mình cần phải nhấn giọng. Ví dụ như nhấn giọng từ lắm, thôi mà, hay là thôi được. Bây giờ thì chúng ta cố gắng dừng video và chúng mình sẽ đọc nối tiếp hai đoạn. Sau đó thì chúng ta hãy đọc lại toàn bài trước khi đến với phần tìm hiểu bài. Bây giờ chúng ta sẽ đến với phần tìm hiểu bài. Câu hỏi đầu tiên trong phần tìm hiểu bài đó là tìm câu văn nêu nhân vật, tìm câu văn nêu nhận xét về hai bức chân dung của bông tuyết và mắt xanh. Chúng ta có thể đọc đoạn 1, đúng không? Vậy thì màu nước vẽ chân dung bông tuyết và mắt xanh, hai bức chân dung thực sự là hai tác phẩm nghệ thuật bởi người trong tranh được vẽ rất đẹp và giống người thật. Vậy thì câu văn
nói về nhận xét của bức chân dung bông tuyết và massage ở đây đó là, à đúng rồi, chính xác, đó là hai bức chân dung thực sự là hai tác phẩm nghệ thuật bởi người trong tranh được vẽ rất đẹp và giống người thật. Câu hỏi số 2. Cách vẽ chân dung hoa nhỏ có gì khác với cách vẽ chân dung bông tuyết và mắt xanh? Ở đây chúng ta thấy cách vẽ của chân dung hoa nhỏ có gì khác với cách vẽ của chân dung bông tuyết và mắt xanh? Cách vẽ của chân dung hoa nhỏ chúng ta thấy có điểm khác là gì nhỉ? À, ở đây thì chúng ta thấy chân dung của bông tuyết và mắt xanh thì được vẽ như gì? Một cách tự nhiên và đúng với thực tế. Đây là chân chân thực đúng không? Người trong tranh rất giống với người thật. Còn chân dung của hoa nhỏ thì như thế nào? Hoa nhỏ đã yêu cầu gì? À đúng rồi, hoa nhỏ đã yêu cầu đó là vẽ theo yêu cầu cô bé là gì? Mắt to hơn, lông mi thì dài hơn, miệng thì nhỏ hơn so với thực tế. Nên người trong tranh chỉ hao hao giống cô bé mà thôi. Câu hỏi số 3. Đóng vai màu nước thuyết phục các cô bé đồng ý để cậu vẽ chân dung giống người thật. Thì ở đây chúng ta có thể nói theo ý của mình, đúng không? Nhưng mà chúng ta cần phải nói đúng ý. Tức là chúng ta có thể nói nhiều cái ý khác nhau, nhưng đều phải đảm bảo ý chính của màu nước khi thuyết phục các cô bé, đó là mỗi người có thể đẹp một cách khác nhau. Không phải cứ mắt to, miệng nhỏ mới là đẹp. Thì dựa vào đây chúng ta có thể đóng vai màu nước và thuyết phục cô bé, đúng không? Ví dụ ở đây thì chúng ta có thể nói, có thể khuyên, đúng không? Khuyên cô bé, các cô bé, đúng không? Chúng ta có thể khuyên các cô bé như sau. Các em hãy nhìn tranh của bông tuyết và mắt xanh xem các em có nhận ra bạn hay không, đúng không? Dù tuyết hay là xanh đều không có mắt to, lông mi dài hay là miệng nhỏ, nhưng các bạn vẫn đều rất đẹp, đúng không nào? Nếu ai cũng theo một tiêu chuẩn trên gương mặt thì tất cả mọi người đều giống nhau. Đó đâu phải là vẻ đẹp riêng của các em. Vẻ đẹp của các em chính là con người các em cơ. Chúng ta có thể khuyên các cái bạn nhỏ như vậy, đúng không? Và chúng ta sẽ đến với câu hỏi số 4. Câu hỏi số 4 thì điều gì khiến các cô bé nhận ra màu nước nói đúng? Thì chúng ta sẽ đọc đoạn cuối, đúng không? Ở đây các cô bé đã nhận ra màu nước nói đúng gì? Khi xếp gì? À đúng rồi. Ban đầu thì các cô bé không nghe màu nước nhưng mà vẫn yêu cầu cách vẽ theo ý của mình. Sau đó khi thấy các bức tranh, à đúng rồi, khi thấy các bức tranh na ná giống nhau, thậm chí rất khó để nhận ra bản thân mình, các cô mới hiểu rằng màu nước nói đúng về vẻ đẹp của mỗi người. Mỗi người một vẻ, và vẻ đẹp của một bức chân dung thể hiện được vẻ riêng của mỗi người, đúng không? Tiếp theo chúng ta sẽ đến với câu số 5. Chúng ta sẽ tóm tắt mỗi sự việc trong câu chuyện những bức chân dung bằng 1 đến 3 câu. Ví dụ sự việc đầu tiên đó là màu nước vẽ chân dung bông tuyết và mắt xanh, thì chúng ta có thể tóm tắt ví dụ này: bông tuyết và mắt xanh được màu nước vẽ chân dung rất xinh đẹp và chân thực. Vậy thì chúng ta hãy tóm tắt sự việc tiếp theo, đó là màu nước vẽ chân dung cho hoa nhỏ và các cô bé khác. Rồi sự việc cuối cùng, các cô bé ngắm bức chân dung khi chúng được đặt cạnh nhau. Vậy thì chúng ta sẽ tóm tắt sự việc thứ hai này cho thầy. Màu nước vẽ chân dung cho hoa nhỏ và các cô bé. Ở sự việc thứ hai thì chúng ta thấy là các cô bé yêu cầu là gì? Mắt to, đúng không? Lông mi dài. Chúng ta có thể tóm tắt sự việc này như thế nào? Ví dụ ở sự việc thứ hai chúng ta có thể tóm tắt như sau. Màu nước cũng vẽ chân dung cho hoa nhỏ và các cô bé, nhưng các cô bé đều muốn màu nước vẽ theo một tiêu chuẩn chung mà các cô nghĩ là đẹp, mặc dù màu nước nói rằng mỗi cô có một vẻ đẹp riêng. Thế là các bức tranh đều là ná giống nhau. Đó là sự việc thứ hai trong cái câu hỏi này. Sự việc cuối cùng thì chúng ta thấy đó là nói các cô bé ngắm bức chân dung khi chúng
được đặt cạnh nhau. Thì ở đây chúng ta tóm tắt sự việc đó như thế nào? À đúng rồi, khi ngắm những bức chân dung đặt cạnh nhau, các cô bé mới thấy rất khó nhận ra đâu là mình. Các cô bé nhận ra mỗi người có một vẻ đẹp riêng, và bức chân dung đẹp phải là bức chân dung thể hiện được vẻ riêng của đó, đúng không? Đó, chúng ta có thể tóm tắt dựa dựa vào đây. Ngoài ra thì chúng ta hãy giữ nguyên cái ý đó và tóm tắt theo lời của mình, nhưng giữ nguyên hai cái ý nhé. Và bây giờ chúng ta sẽ thấy là qua bài đọc chúng mình thấy nội dung của bài đọc muốn nói ở đây là điều gì. À đúng rồi, bài đọc giúp em hiểu rằng mỗi người đều có một vẻ đẹp riêng, không ai giống ai. Không nên thay đổi vẻ riêng của mình theo bất cứ một tiêu chuẩn nào, vì điều đó sẽ tạo ra những vẻ đẹp rập khuôn và nhàm chán. Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong nội dung của bài. Đến phần luyện đọc lại thì chúng mình hãy dừng video và đọc lại cho bố mẹ, anh chị, bạn bè nghe. Như vậy thầy cũng đã hướng dẫn cho chúng ta thực hiện một số hoạt động trong bài đọc. Đó là bài những bức chân dung. Bạn nào thấy hay thì like và đăng ký kênh cũng như chia sẻ video để ủng hộ giáo cho những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong những video sau.